Nguyễn. Chào cả nhà nha, cả nhà ơi, thì Diễm Lê chào mọi người. Dạ chào Kim Thảo, em chào chị. Hôm nay em sẽ bán theo combo nha mọi người. Combo là như thế nào? Là 3 bộ lẫn ton 3D bất kỳ 299k và free ship duy nhất like hôm nay. Và 3 bộ lẫn ton xuất khẩu ton màu á mọi người, 249k free ship nha trong live hôm nay. Đó. Nói chung là mua 3 bộ ngày hôm nay sẽ được free ship. Chỉ trong live hôm nay thôi và áp dụng cho mình có chia sẻ nha mọi người nha. Nếu mà mình mua dưới 3 bộ thì ship 30k bình thường. Mua 3 bộ trở lên free ship trong cái live hôm nay, không có dồn đơn nha khách nha. Rồi chị kia sửa số điện thoại rồi em Hằng nghe ơi. Đồ em mặc không có 75kg nha mấy tình yêu. Đồ em mặc là có 3 size thôi. Và size em mặc là size 1, size 1, size 2, size 3. Cái này là ống ống rộng nè, có ống rộng và ống ôm nữa nha, hai loại nha. Size nhỏ nhất chị Phương Quỳnh, tiết mặt là size số 1 nhỏ nhất. Nó có 3 size nha. Đây, tiết mặt là size nhỏ nhất nha mọi người. Nó có size 1 x 2 x 3 x. Đó, cái này là quần ống rộng. Rồi tiết có quần ống ôm nữa. Đây đây là quần ống ôm, có ống rộng và ống ôm và có tone màu. Rồi cái này là ton màu xuất khẩu nha mọi người. Xuất khẩu thì 249k 3 bộ free ship. Ngày hôm nay là free ship áp dụng chia sẻ nha. Ai không chia sẻ em không áp dụng cái combo free ship nha. Cô Công Mạnh hôm qua chị bán hết rồi em. Đồ em mặc size 3 65kg ton nha, da hơn ton 63kg cao cao mặc số 3 dùm cho Tiết nha. Tiết có 1, 2, 3, 3 size. Rồi mấy tình yêu nhớ chia sẻ nha, free ship là phải chia sẻ. Tình yêu nào không chia sẻ em không free ship nha. Đó, hiện lên người chia sẻ là mình được free ship khi mua 3 bộ. Đuổi nha em, hôm nay chị chỉ like ton đây em ơi. Rồi chia sẻ nha. Free ship trong ngày hôm nay thôi, chỉ ngày hôm nay 3 bộ là free ship. Dưới 3 bộ là ship 30k bình thường nha khách. Đó, hôm nay là bán theo combo nè. Combo là 3 bộ, 3 bộ bất kỳ mình có thể lựa, lựa bông ha. 3 bộ, 3 bộ 3D như thế này là 299k free ship. 3 bộ ton màu là 249k free ship nha. Dưới 3 bộ là ship 30k bình thường. 41kg hả? 41kg mặt rộng em ơi. 41kg là rộng. Số 3 là 60-62kg tùy chiều cao. Rồi cảm ơn Quanh Thi. Rồi bây giờ Tiết sẽ bán hàng nha. Đùa con ơi đừng có la ôm sùm. Đây ton màu nè. Không có la ôm sùm nha. Đồ
Rồi tôn màu nha mọi người. Tôn màu thì tiết có màu nè. Đuổi chị mặc size 2. Vậy bộ tôn này mặc size 1 vừa chị. Đây này size 1 em mặc rộng mênh mông luôn nè. Đùi không có, hôm nay tiết chị bán lụm. Đồ gửi rồi Nguyễn Tiên ơi, của em 2 like, chị dồn lại 5 bộ chị gửi rồi. Rồi lửng màu nè. Lửng màu hàng xuất khẩu nha mọi người. Một size 1 nha, 57-58kg đó lại. Từ nay chơi lớn em ơi. Chơi lớn. Rồi đây nha mọi người, hàng xuất khẩu. Mọi người coi cái tem của Tiết nè. Đó, cái mạc này nha. Rồi cái này là màu nè. Combo 3 bộ màu là 249k. Chia sẻ là phi ship nha. 3 bộ phi ship, dưới 3 bộ là ship 30k bình thường. Lửng qua gói. Đây, cái này là ống rộng, có ống rộng và ống ôm đó. Mà thoải mái nha, size 1 nè, size nhỏ nhất nè. Có 3 size. Còn đây là ống ôm nè. Tiết sẽ dơ từ từ nha. Còn màu thì bây giờ màu thì một kiểu một thôi, nhưng có nhiều màu. Đây màu là một kiểu như thế này. Màu là một kiểu như thế này nha. Nhiều màu nha mọi người nha. 3 bộ màu là 249k free ship, áp dụng chia sẻ đó. Rồi Tiết có màu này chốt cho Tiết là xanh đậm nè. Xanh đậm nha. Ai lấy màu dơ màu nè. Dơ màu thôi nha, xanh lá. Rồi màu cà phê sữa. Màu vàng. Vàng nhạt. Cái này là vàng nhạt nè. Đó. Rồi cái này là cà phê sữa nha. 3 bộ màu là 249k thôi. Áp dụng cho chia sẻ nha. Không chia sẻ là không có phi ship ha. 3 bộ ha. Rồi màu xanh lá nhạt nè. Cái này là xanh lá nhạt. Rồi cái này là xanh ngọc nha mọi người. Nhớ chia sẻ nha. Rồi màu hồng nè. Đó, đủ màu nha. Tôn màu là tôn xuất khẩu, không phải là hàng ngoài chợ. Hàng này là hàng xuất khẩu. Rồi cái này là chốt vàng giùm cho Tiết nè. Vàng nha. 3 bộ màu là 249k. Tính ra bộ nhiêu? Có 8 mấy ngàn à, free ship nữa. Quá bèo luôn đúng không? Hôm nay Tiết chơi lớn, bán chủ yếu xả kho thôi. Đây nha, đây là tôn màu. Ai lấy màu thì lên màu. Dạ, 3 bộ thì tính giá khác nha chị. Combo em có ghi nha. 3 bộ bông là 299k, 3 bộ màu 249k. Còn mấy chị lấy lộn xộn thì em tính giá khác nha. Không có tính theo combo nha mọi người nha. Hôm nay là bán combo cho nên mấy phi ship được nha. 1m57-50kg bằng tôn màu được nha em. Kim Thanh ơi, chị có ghim ở dưới em. 3 bộ màu như thế này. Hôm nay là bán 3 bộ, không có bán 1-2 bộ gì. Hôm nay bán xả kho. Rồi lửng màu xanh, lửng vàng nhạt xanh, xanh lá nhạt xanh ngọc. Rồi ok. Combo 3 bộ ha. Rồi ai muốn lấy lẻ một bộ thì cứ chia ra cái combo đó. Giá đó chia ra làm 3 là sẽ ra từng bộ. Rồi bây giờ Cẩm Nhung chốt cho Cẩm Nhung nè. Lửng vàng nhạt nè. Lửng vàng nhạt nè. Xanh lá nhạt nè. Xanh ngọc. Lấy bịch dây thun đêm nay là combo là 2-3 bộ nhỉ. Rồi chốt cho Cẩm Nhung nha. 3 bộ này là 249k phi ship nè. Cẩm Nhung chia sẻ nè. Cẩm Nhung ơi, không chia sẻ là không được phi ship nha. Đó, Cẩm Nhung chưa có hiện người chia sẻ nè. Hôm nay bán combo nha mọi người. Rất là bèo luôn á. Phi ship nha. 3 bộ là phi ship, dưới 3 bộ là không có phi ship. Và áp dụng chia sẻ nè. Cẩm Nhung chưa có chia sẻ nè. Xanh ngọc nè. Xanh lá nhạt nè. Vàng nhạt nè. 3 bộ nè ha. Cẩm Nhung nha. Rồi nhớ chia sẻ để được phi ship nha mọi người nha. Đó, 3 bộ màu là 249k phi ship. 3 bộ 3D như Tiết mặt 299k phi ship. Đó. Chị Kim Thảo đấy, 3 bộ bông chị mặc size gì chị ơi? 3 bộ bông chị mặc size gì? Em sẽ có ống rộng và ống ôm nha. Đó, có size hết nha mấy chị. Mấy chị cứ lên đi rồi em soạn cho mấy chị. Size 1, size 2, size 3, đủ size 3 size.
Đây, đây là ống rộng nè, mà nó có để nè mấy chị thấy không? Ống ống nhỏ, ống bơm gì nè, có size nè, 3 ít nè. Đó, mình lấy cái gì thì mình lên giùm Tiến nha. Màu là một size một em 57 58 kg lại. À, Quỳnh Quỳnh ơi, chị báo rồi không có 75 kg em. Em hỏi chị báo rồi mà. Chị Kim Thảo nè, chị lấy ống rộng ống ôm size bao nhiêu chị ơi? Đây là ống ôm nè. Nó để là ống nhỏ, ống rộng và ống nhỏ. Đây, cái này là ống nhỏ nha. À, ống nhỏ 3 ít nè, khách thấy không? 3 ít này là 62 63 kg đô lại, à, cao cao thì 65 kg nha. 67 kg nó không vừa đâu giá hơn ơi. 65 kg cho chị Kim Thảo. Rồi chị Kim Thảo lấy ống rộng đi. 65 kg lấy ống rộng đi nha. 67 kg là không vừa nha giá hơn ơi. Rồi chốt cho chị Kim Thảo 3 bộ. Size số 3 ống rộng. Rồi đây nha chị Kim Thảo, em chốt cho chị 3 bộ bất kỳ nè. Đây đây là ống rộng nha chị Kim Thảo, ống rộng nè, 3D nè ha. Rồi 3 bộ cho chị Kim Thảo. 3 bộ 3 bông bất kỳ nha. Đó, ống rộng nha chị, đó giống như em mặc. Rồi chị Kim Thảo 3 bộ. Đổi vàng nhạt lấy vàng kia rồi cái bộ vàng cái 3 bộ kia đưa cho chị. Ừ. Rồi đổi vàng nhạt lấy vàng nè. Rồi nhớ chia sẻ cho em phi ship nha. Rồi bỏ vàng nhạt lấy vàng đậm nè. Rồi Diệu Nguyễn nè. Rồi em cẩm chung ok nè ha. Lấy một bộ 3D số 1 và hai bộ số 3 ống rộng. Hai bộ số 3 ống rộng cho Diệu Nguyễn nè. Hai bộ số 3 ống rộng ha, hai bộ số 3 ống rộng với một bộ số 1 ống rộng không ôm vậy. Con 3D bấy em lấy ống nhỏ ống rộng. Đó nó có hai kiểu nha mọi người chịu khó nha. Ngày hôm nay tiết bán là chủ yếu là xả kho thôi. Rồi size 1. Size 1 ống rộng luôn hả em Diệu Nguyễn? Size 1 ống rộng luôn phải không? Tay Diệu Nguyễn nè, size 1 nha. Đây mọi người nhìn giùm Tiết nè. Đó ống rộng size 1 ít. Rồi Diệu Nguyễn 3 bộ nè, 2 bộ 3 ít ha. 2 bộ 3 ít, 1 bộ 1 ít. Rồi Diệu Nguyễn 3 bộ. Rồi ống rộng hết. Trần Ngọc Thúy ống rộng rồi, em lấy 3 bộ ống rộng nè. Trần Ngọc Thúy nè, 3 bộ ống rộng nè. 1 bộ nè. 2 bộ nè. 3 bộ ống rộng 3 ít nha. Đó quá bèo luôn. Rồi cái này chốt cho Trần Ngọc Thúy nè. Có size 2 nữa nha mọi người nha. Size 1, size 2, size 3. Size 2 thì tầm 58-60kg đổ lại dùm cho Tiếp. Đây là ống rộng. Ống rộng thì dễ thoải mái. Size số 2 đó, 2XL nha. Nó có 1, 2, 3. Rồi size 2 này tầm 58-60kg thôi là dùm Tiếp nha. Dạ em có 3 size chị Lê Hạnh. Size 1, size 2, size 3 em đang mặc size 1. Ống rộng. Một lát em mặc qua ống hôm nha mấy chị coi đó. Thoải mái nha cái túi nè mấy chị không. Rất là sâu xa luôn. Rồi 3 bộ có 299k free ship luôn mấy chị ơi. Hôm nay em bán chủ yếu xả kho thôi nha mấy chị. Mua hàng này ngoài bộ nhiêu rồi ship lần 30.000. Ở đây em free ship luôn. Chị đang mặc ống rộng. Ống rộng nha Nguyễn Ngọc Hoài Vân. Ống rộng nè. Rồi em có 3 size mấy tình yêu. Em đang mặc là size số 1 57kg lại mặc được. Size số 2 60kg lại dùm em. 58-60kg tùy chiều cao. Và size 3 là 63-65 cao cao dùm cho em. Có 3 size nha. Còn cái tone màu này thì em chỉ có 1 size 57-58kg thôi. Tone màu này chỉ có 1 size thôi nha mọi người. Hàng này là hàng xuất khẩu đợt trước em có bán. À, xuất khẩu bông rồi hôm nay em bán xuất khẩu màu. Đó. Gia Hân lên số điện thoại giùm Tiếp nè. Gia Hân ơi, 3 bộ ống rộng 65kg.
Rồi 65kg. Nói chung là số 3 lớn nhất nha. Rồi Gia Hân in lên số điện thoại giùm Tiếp để Tiếp in đơn luôn bạn ơi. Rồi nha, chương 3 bộ ống nhỏ size 3X. Đây ống nhỏ 3X. Rồi mấy chị cứ lên số điện thoại vậy là em sẽ gọi điện để chốt hàng cho mình. Em giơ ống nhỏ lên cho mấy tình yêu coi nha. Rồi chị Nga Trương nè. Ok Diệu Nguyễn, ok em. Đây Tí sẽ lên cái ống nhỏ cho khách coi nha. 3X ống nhỏ cho chị Nga Trương nè. Đây 3X nha, nó để ống nhỏ nè. Đó 3X ống nhỏ. Đây nha mọi người. Đó, ống này là ống nhỏ nha. Mình mặc vô là ống nó nhỏ hơn cái ống Tí đang mặc. Rồi em sẽ chốt cho Nga Trương 3 bộ ống nhỏ nè. 3X nè. 1 bộ nè. 2 bộ nè. 3 bộ ha. 3 bộ cho Nga Trương nè. Rồi ok Gia Hân 3 bộ ống rộng 3X nè. Ống rộng 3X cho Gia Hân. Xong rồi cái cục 3X của Tiếp. Này ống nhỏ. Rồi 3X ống ống rộng nè. Ít ống rộng. Này là ống nhỏ. Đây 3X. Rồi 3X ống rộng như hết rồi ta. Nó 2X không vậy? Nó này là ống nhỏ, 3X ống nhỏ. Rồi 3X ống rộng cho Gia Hân nè. Nhớ chia sẻ nha khách. Nhớ chia sẻ một tiếng nha. Ống rộng nha em. Cái này là ba bông bất kỳ nha Gia Hân ơi. Bất kỳ nha. Mua cho mẹ thì lấy màu tối là ok nha. Rồi đây, lấy cho Gia Hân nè. Ba bộ ống rộng hàng này là ba bộ bất kỳ ha. Không có chọn bông. Rồi nếu mà mẹ thì lấy mấy cái màu này ha. Đó, không lấy màu sáng lắm. Rồi đây nha Gia Hân ơi, ba ý ống rộng nè. Ba bộ ống rộng cho Gia Hân nè. Cái này giấy được không? Cái này em bán combo 3 bộ nha chị Arami Lê Hiền Lê Thị nè. 3 bộ 65kg cho chị Lê Hạnh. Rồi ok chị Lê Hạnh, 3 bộ cho chị. Đây ống rộng nha mấy chị, nó có để nè, mấy chị để ý giùm em nha. Đó ống rộng là size 3X. Rồi em chốt cho chị 3 màu nha. Chị Lê Hạnh nè. Hàng 3X này em không còn nhiều nha. Chị Lê Hạnh 3 bộ. Bộ chị mặc là ống rộng nha Nguyễn Ngân. Chị cho em 3 bộ 2X ống nhỏ lấy màu sáng. Ok Nguyễn Thị Ngọc Giàu nè. 2X ống nhỏ. Đây. Màu sáng ok nè. Dạ chị màu tối. Đây. Ờ, Nguyễn Thị Ngọc Giàu 2X ống nhỏ nè ha, 3 bộ màu sáng nè. 65kg mặt 3X trình tiếp nha. Rồi Nguyễn Thị Ngọc Giàu nè, 2X nè, ống nhỏ nha. Đó nó có để nè, 3 bộ màu sáng. Ủa 3 bộ này giống giống nhau để lấy màu khác. Rồi đây nha, 3 bộ nha, 1, 2, 3 của Nguyễn Thị Ngọc Giàu. Hôm nay chị không có like đồ dài em ơi, hôm nay chỉ like ton thôi, xả ton. Một màu hồng đi, 2, 3, 7, 5 đổi một bộ. 2, 3, 7, 5. Rồi đổi màu hồng cho 2, 3, 7, 5 một bộ nè. Rồi 2 bộ màu xanh. Rồi để lại bộ, rồi Gia Hân nè. Đổi lại bộ màu hồng nè. Ống rộng Tiết đang mặc nè. Đó, Tiết đang mặc ống rộng nha. Ống rộng là Tiết đang mặc. Rồi ống rộng. Cái này là size 3. Cái này ống ôm. 3X cổ giống chị mặc là ống rộng. Ống rộng còn nè. Ống rộng còn nha. Cái này ống ôm.
tay 3 ít ống rộng. Cho chị 1 ít ống nhỏ, rồi chị Kim Thảo lấy 1 ít ống nhỏ. Ok chị nè, 1 ít ống nhỏ. Rồi em bán hàng có size thôi, em xây sẵn mặt mày. Rồi chị Kim Thảo nè, để ý giùm em nè, đó ống nhỏ 1 ít nha chị Kim Thảo nè. Rồi ok chị nha, cứ 3 bộ trở lên là phi ship, nhớ chia sẻ dùm cho Tiếp. Chị Ngọc Hạnh 3 bộ nha chị, 3 ít màu sáng, bo lê gửi về em 3 ít màu sáng. Rồi 3 ít màu sáng nè, màu hồng nè, màu xanh. Rồi đặt đi nha, ống rộng 3 ít là Tiếp sắp hết rồi đó. Ống rộng 3 ít là Tiếp sắp hết rồi mọi người ơi. Đây lấy cho Hồng Nguyễn 3 bộ màu sáng. Rồi nha, ống rộng sắp hết 3 ít rồi nha, còn 1 ít 2 ít thôi nha. Cái này Hồng Nguyễn 3 bộ sáng cho Hồng Nguyễn nè. Màu sáng 3 bộ nè ha, cái này bán combo phi ship nha mọi người. Chị Ngọc Hạnh tròn chị lấy 3 bộ phải không chị? Bỏ bông đỏ ra lấy màu tối chút. Rồi chị Lê Hạnh mà lấy cái của 2376 đi. 3 bộ số 3 cho mẹ em ống rộng. Rồi số 3 hả? Số 3 để coi còn không. Đây chị Lê Hạnh nè. Chị Lê Hạnh ơi, màu tối giờ em hết rồi chị. Màu tối bây giờ còn ống nhỏ thôi. Tại giờ màu sáng hết rồi chị Lê Hạnh ơi. Màu tối 3 ít em hết nha. Vậy chị Lê Hạnh em để lại nha. 3 bộ 3 ít màu sáng. Chị lấy ống nhỏ hoặc ống rộng chị. Chị Lê Hạnh em còn màu sáng thôi, cho nên em để lại nha chị. Chị lấy ống rộng ha, ống ôm chị Amy Liên Hiền nè. Đây em cho coi ống ôm nè mấy chị. Ống ôm, cái này em mặc là ống rộng nè mấy chị đó, em sẽ thử cái ống ôm nha mấy chị. Đó, ống ôm, ống rộng, cái nào mặc cũng thoải mái. Đây là ống ôm, đó, ống ôm nha mấy chị. Ôm ở đây nha. Còn đây, ở bên trong là ống rộng. Bây giờ ống rộng 3 ít là em còn, chỉ còn một combo 3 ít thôi, còn lại 1 ít, 2 ít. Em đang mặc là 1 ít thôi nè, 1 ít 57kg bằng vô tư luôn nha mấy chị. Ba bộ số 3 cho mẹ em nè. Rồi chị Phương Quỳnh 3 bộ ống rộng size 1 lấy màu đẹp và một bộ màu vàng nhạt. Rồi 3 bộ size 1. Bây giờ ống rộng em còn 1 với lại 2 thôi mấy tình yêu. Chỉ còn một combo thôi, một combo số 3 thôi. Nha, ống rộng 1 ít nè, em lấy cho chị Phương Quỳnh nè. Màu đẹp. Màu đẹp là màu sáng. Rồi em lấy cho Phương Quỳnh nè. 1 ít nè, bông như em nha, ống rộng nè. Màu đẹp, em cũng biết em thấy màu nào nó cũng đẹp hết. Màu nào nó cũng đẹp hết. Rồi em lấy cho Phương Quỳnh 3 bộ màu sáng nè. Với một bộ vàng nhạt. Rồi vàng nhạt cho Phương Quỳnh là 4 bộ. Rồi Lan Chương 3 bộ size 3 cho Lan Chương nè. 3 bộ size 3. Rồi Lan Chương ơi, 3 bộ size 3 nha. Còn bông này thôi nha. Rồi Lan Chương 3 bộ size 3 ống rộng cho Lan Chương nè. 3 bộ 3 ít màu sáng. Chị Hiền Lê Thị ơi, em còn ống nhỏ luôn không chị? Ống rộng em hết size 3 rồi nha. Thì Trang nè, 55kg mà size 1 lên số điện thoại dùm Tiếp nè. 1 ít ống rộng 3 bộ, 1 ít ống rộng 3 bộ. Không có chọn màu lấy lại nha. Hoàng Lê Thị ơi, Nguyễn Thị Hoàng chứ. Đây Nguyễn Thị Hoàng nè, màu hồng, màu xanh, màu nhạt. Rồi 1 ít ống rộng. Đây, 1 ít ống rộng màu xanh, màu vàng, màu nhạt. Màu nhạt là màu này. Rồi, Nguyễn Thị Hoàng 3 bộ nha. Hồng, xanh, nhạt, Nguyễn Thị Hoàng. Thì Trang lên số điện thoại dùm Tiếp nè. Ống rộng size 3 hết rồi nha. Ống rộng size 3 hết rồi mấy chị ơi. Em lấy cho chị 3 bộ 1 ít ống nhỏ. Rồi Kim Thảo 3 bộ 1 ít ống nhỏ. Ai 3 bộ 1 ít ống nhỏ. Hôm nay mua phi ship nha. Chỉ hôm nay thôi, bình thường em không phi ship. Rồi chị Kim Thảo nè, 3 bộ ống nhỏ nè, màu sáng nè. 3 bộ
ha. Rồi chị Kim Thảo ba bộ ống nhỏ. Cô Đặng Sệ ngày hôm nay con like là con like một một lần là ba bộ, đặt ba bộ là khi ship. Ống rộng em hết size 3 rồi. Amelie Hiền Lê Thị ơi, ba bộ 3D như thế này 299k phi ship. Hôm nay là ba bộ là phi ship nên em bán lần ba bộ nha mấy tình yêu. Ba bộ ống rộng 3D thì trang 55kg là mặt size số 1. Thì trang là mặt size 1. Nè, bán hàng có size là đau đầu lắm mấy chế. Đây. Thì trang nè. Rồi đợi tiếp cái sọng cho thì trang, cái thì trang nè, ba hai giấy nha. Thì trang này hai giấy nè. Có hai ít, có hai ít nha, đợi tí xíu. Thì trang là ba bộ ống rộng một ít nè. Đây, 55kg là một ít nha. Đó thì trang nè. Ba bộ ba màu nè ha. Ba bộ ba màu thì trang nè. Hai ít có nha Hồng Nguyễn. Hải Yến đặt sao hết size 3 rồi Hải Yến ơi. Rồi mấy chị đẹp ơi, đặt lên đi, 3 ít ống rộng là hết rồi nha, còn 2 ít ống rộng thôi. Còn 2 ít ống rộng thôi mọi người ơi. 3 ít bây giờ còn ống nhỏ. Ống nhỏ 1 ít cho Hoài Thương, ống nhỏ 1 ít. Hoài Thương ống nhỏ 1 ít. Rồi đây ống nhỏ 1 ít cho Hoài Thương nè. Hoài Thương nè, ống nhỏ nè nha. Mọi người nhìn cái mạc dùm tiếp nè, để ống nhỏ một ít nha. Rồi Hoài Thương 3 bộ nè. 3 bộ ống nhỏ 50kg là mặt size 1 nha. Rồi Quy Quỳnh nè, 3 bộ ống nhỏ nè. 3 bộ ống nhỏ cho Quy Quỳnh nè. 3 bộ ống nhỏ cho Quy Quỳnh nha. Cái này là ống nhỏ nha, ống nhỏ 1 ít. Ủa ống nhỏ này 3 ít rồi hả? Ống nhỏ 1 ít đâu rồi? Lộn. Ống nhỏ 1 ít. Cái cái xích qua cho chị rồi em. Mấy cái cục kia rồi coi còn 1 ít không? Ống rộng còn 2 ít nha mọi người nha. 3 hả? Cục kia mấy ít? Đây đây 1 ít đây. À 1 ít ống rộng. Đây một phải không? Rồi đây một ít ống nhỏ Quy Quỳnh nè, ba bộ một ít size 1 nhỏ nhất, ba bộ. Ok Quy Quỳnh nha, ba bộ. Lấy màu chị bạn một bộ hả? Màu chị bạn là ba rồi, đổi cho Quy Quỳnh đi, màu chị mặc cho Quy Quỳnh. Bỏ ra một bộ, bỏ ra một bộ xanh này đi. Rồi Quy Quỳnh là bộ chị mặc ok rồi nha. Ủa bộ chị mặc ống rộng. Ống rộng nha em. Ống rộng nha. Một ít ống nhỏ cho Nguyễn Chi. Rồi một ít ống nhỏ cho Nguyễn Chi. Ờ cái đó hay giấy. Rồi Nguyễn Chi nè. Một ít ống nhỏ nha. Rồi Nguyễn Chi một ít ống nhỏ ba bộ. Yến Trần đặt hàng lên số điện thoại 70kg không vừa em ơi. Anh Đi Phạm mà đặt sai gì á anh Đi Phạm. Chị đặt 3 bộ 1 ít ống nhỏ. Chị Ngọc Hạnh Trần 3 bộ 1 ít ống nhỏ nè. 3 bộ 1 ít ống nhỏ rồi ok chị nè. Ngọc Hạnh Trần nè, 3 bộ 1 ít ống nhỏ nè. Ngọc Hạnh Trần nè. Ok chị nè. 63kg mặt size số 3. Chị Emily Hiền ơi, lại vậy là chị lấy ống rộng không có anh L vậy, 1 ít 2 ít 3 ít. Dạ chị ơi, 3 ít em hết rồi nha. 60kg ống nhỏ có em. Chị Hiền Lê Thị ơi, chị lấy là sai gì, em có 1 ít 2 ít 3 ít ống nhỏ ống rộng. Mấy chị nào đặt hàng kèm số điện thoại kế bên cho em soạn hàng cho nó dễ mấy chị ơi. Yến Trần nè, 3 bộ ống nhỏ nè, 2 giấy nha em. 3 bộ ống nhỏ cho Yến Trần.
53kg là mặc một yếm. Rồi yếm cần có 3 bộ nè. Rồi chị Arami Hiền Lê Thị, chị ơi của em là có ống rộng nè, ống rộng là em hết 3 yếm rồi, ống rộng em còn 1 yếm, 2 yếm, ống nhỏ em có đủ 1, 2, 3 nha mấy chị. Không có mẫu 3 yếm khác, không có mẫu 3 yếm khác nha. Nếu mà có khác là Tiết đã bán từng bộ giá nó khác rồi. Cái này Tiết bán combo. Cái này là ống nhỏ 3 yếm nha, mẫu này là ống nhỏ 3 yếm. Cái này là ống nhỏ 3 yếm. Bây giờ 3 yếm Tiết còn ống nhỏ thôi mọi người ơi. 3 yếm Tiết còn ống nhỏ nha. Ống rộng bây giờ còn 1 yếm. Ống rộng 1 yếm, ống rộng 2 yếm dùm Tiết nha. Đó, 3 yếm ống rộng là bây giờ Tiết hết rồi. À còn 2 bộ nè, còn 2 bộ màu sáng thôi. Ai lấy thì lấy dùm Tiết còn màu sáng thôi. Này 2 yếm. Bây giờ Tiết còn 2 bộ màu sáng ống rộng nha, 3 yếm, 2 bộ thôi. 55kg rồi cô mặc 55kg. Ống nhỏ rồi cô mặc 55kg, cô mặc số 1. Số 2 đi cho thoải mái. Số 2 nha, rồi cô Đặng Sệ 3 bộ size số 2 cho cô Đặng Sệ nè. Mặc to này mình mặc ở nhà mặc rộng rãi cho nó thoải mái nha mấy chị. Này ống rộng. Ống ôm. Cô Đặng Sệ lắm. Bây giờ Tiết còn 3 yếm ống rộng là màu sáng nha mọi người. Rồi cô Đặng Sệ nè, lấy cho cô 3 bộ. Chị lấy ống rộng 1 yếm và 2 yếm là mấy bộ chị? Tổng cộng là 326 chị Hiền Lê Thị. Rồi cô Đặng Sệ nè, lấy cho cô ống nhỏ nè. Ống nhỏ ha, con lấy màu. Cô thích màu gì? Con lấy màu nhu nhu đi nha. Rồi cô Đặng Sệ 3 bộ nè. Rồi chốt cho cô Đặng Sệ 3 bộ nha. Ống nhỏ. Dạ chị Ngọc Hạnh Trần không chọn màu được chị ơi, không chọn màu được nha, lấy bất kỳ nha, tại này em bán phi ship rồi. Rồi chị lấy ống rộng 1 yếm, 2 yếm, ống nhỏ 3 yếm, rồi vậy là 3 combo nha. 3 combo nha chị Amelie Hiền nè, Arami Hiền nè. Ống rộng 1 yếm. Rồi bây giờ để em soạn cho chị một combo ha, một combo là 3 bộ. Rồi chị Emily Hiền nè. Rồi cái này là 2 yếm nè, 2 yếm nha. 1 3 bộ 2 yếm. 3 bộ 2 yếm nè. 3 bộ 1 yếm. Rồi 3 bộ 1 yếm, em lấy khác bông cho. Chung với nhau nha em. Rồi em lấy khác bông cho trùng bông không em. Rồi chị Arami Hiền nha, 3 bộ 2 yếm, 3 bộ 1 yếm, ống rộng. Ống nhỏ 3 yếm, rồi ống nhỏ 3 yếm, đây, ống nhỏ 3 yếm. Đây là ống nhỏ nha, ống nhỏ 3 yếm. 9 bộ, rồi 9 bộ cho chị Hiền nè. Ống nhỏ 3 yếm 60kg mặc size số 2 nha, Trúc Linh Dương, ống nhỏ size 2. Ống nhỏ size 2 rồi ok. Trúc Linh Dương nè, Trúc Linh Dương là lấy màu sáng không em. Đây ống nhỏ size 2 nha. Đây Trúc Linh Dương size số 2, ống nhỏ 3 bộ. Màu vàng, màu xanh, màu trắng ha. Trúc Linh Dương bên phía chưa? Rồi chị Lê Hạnh bay cho chị Lê Hạnh nè. Có một bộ màu sáng, có hai một bộ tối nè, hai bộ sáng cho chị nha. Rồi chị Lê Hạnh nè, bay ống rộng nè. 58kg, 1m50, mặc size số 2, Trần Kim Hoa. Ok, Trúc Linh Dương 6 bộ thôi hả? Rồi chị, cái chị mà 9 bộ mỗi size bỏ ra 1 bộ. Rồi chị Hiền là 9 bộ nè, hồi nãy 9 bộ giờ bỏ ra 3 bộ đúng không? Rồi để em bỏ ra cho. Bỏ ra 3 bộ. Rồi của chị 6 bộ nha. 2 combo. 1 bộ ống rộng size 2, 1
bộ ấm rộng size 2 cho Lan Trương, một bộ ấm rộng size 2. Rồi em bán size hình em bị tẩu hỏa luôn đó thiệt. Để từ từ bán cái này xong. Rồi Lan Trương nè, một bộ ấm rộng size 2 nè. Bay ống rộng hết nha, 70kg em hết. Đổi cho Phương Quỳnh 2379 em ra đổi một bộ nè. 60kg size 2 vừa em, đây chị mặc size 1 mênh mông nè. Đó, chị mặc size 1 mà nó mênh mông. Mấy chị đặt cái này là không sợ mà em lấy hàng không được. Em bán combo, đặt theo combo cho nó dễ. Chị Arami Hiền nè, chị đặt một hồi em không biết đường sợ là sao luôn á. Rồi chị Phương Quỳnh đổi một bộ ống nhỏ đúng không? Chị Phương Quỳnh nè, có một bộ giống em rồi nè. Chị đổi một bộ, một ít ống nhỏ. Mình đặt theo combo giùm em đi mấy chị, nó không có bị lộn nha. Mấy chị đặt tùm lum tùm la mà hồi em không biết đường lấy. Đó, em bán là em bán theo combo cho mình dễ đặt đó. Một ít ống nhỏ. Đó, bây giờ kêu em đổi một ít ống nhỏ là em xây sẫm mặt mày nữa nè. Cái này là 2 ít. Rồi một ít ống nhỏ. Rồi một ít ống nhỏ đổi cho Phương Quỳnh nha, đừng đổi nữa em lộn xộn. Ôi em không biết đường lấy. Vũ Nguyễn nè, hôm bữa đặt 4 bộ gọi điện không bắt máy nè. Hồi nãy em lấy cho chị Arami Hiền nè, 3 size là 9 bộ, 3 combo, chị nói không phải. Đó, chị nói không phải rồi, em xả ra 3 bộ rồi. Hồi nãy em đặt 9 bộ, 3 combo là 9 bộ, chị nói không phải, 6 bộ. Đó, cho nên giờ em bỏ ra rồi. Lấy cô size 1 thôi. Rồi thích size 1 thì lấy size 1 nha. Trời chị Amy Hiền ơi, chị đặt một hồi lộn xộn quá. Hồi nãy chị kêu em lấy ống nhỏ thêm, rồi bây giờ chị nói ống rộng hết thôi em để lại chị. Đó, đăng như vậy lộn xộn em không biết đường lấy. Nãy chị đặt em 1 ít, 2 ít, rồi 3 ít ống nhỏ, hồi nãy chị đặt rõ ràng, chị coi lại đi, chị đặt như thế này là em đó nè, lấy ống rộng hết 3 ít ống nhỏ. Thôi em xả ra đi, trời ơi, đặt hồi lộn xộn em không biết đường em lấy luôn. Hồi nãy em lấy đúng rồi, nói có 6 bộ em xả ra, rồi bây giờ thì nói là lấy ống rộng hết, trong khi đó hồi nãy thì đặt là ống nhỏ, ống rộng. Lộn xộn quá, em để lại đi. Em bán combo mấy chị đặt đúng giùm em đi. 2388 đưa đây, chị đổi size 1 em. Rồi cô Đặng Phệ đổi size 1 nè, đổi cho cô nè. Em bán em phi ship rồi mới chế, cho nên là em mới bán combo vậy ha. Combo là 3 bộ. Rồi cô Đặng Sệ nè, bỏ lại size 2 lấy size 1 phải không? Giữ giấy lên. Rồi cô Đặng Sệ đổi size 1 ống nhỏ nè. 1 bộ, 2 bộ. Kiếm ống nhỏ 1 bộ để vô đi em. Thấy cái ống nhỏ không? Nhỏ này thấy ông nhỏ không, ông nhỏ một ít còn không, ông rộng một ít. Rồi Trần Kim Thoa một bộ ống nhỏ 2 ít, 2 bộ ống rộng 2 ít. Rồi ok Trần Kim Thoa nè, kiếm một bộ một ít, cái cô Đặng Sợi còn không đủ quăng ra ngoài đi, để nó tính sao. Rồi một bộ ấm nhỏ 2 ít cho Trần Kim Thoa nè, bộ ấm nhỏ 2 ít, 2 bộ ấm rộng. Hai ít ấm rộng đây. Đây 2 bộ 2 ít ấm rộng đúng không? 2 ít nè, 2 bộ ấm rộng, 1 bộ ấm nhỏ.
Rồi cái này là hai bộ ống rộng, một bộ ống nhỏ cho Trần Kim Thoa. 72kg không vừa nha, 72kg không vừa. Tay tí đang mặc là ống rộng nha khách. Tí đang mặc size 1 nhỏ nhất nha, 57kg đô lại nha mọi người. Size 2 là 60kg, size 3 là 63kg đô lại. Rồi tí có ống ôm. Ống ôm nè, cái này ống rộng. Tí có hai kiểu, một kiểu ống rộng, một kiểu ống ôm. Cái này là ống ôm, ống nhỏ. Ống nhỏ nha mọi người. Đây nha. Cái này là ống ống nhỏ nè. Em nói ống rộng em mới còn ống rộng em mới còn 2 yếp chị. Còn ống ôm là em còn đủ mà, còn 3 yếp mà, vải ton 3D nha Phạm Thùy. Thì hồi nãy em lấy cho chị 3 combo là 9 bộ mà chị nói không phải 6 bộ rồi cái em bỏ ra. Đó là do chị thôi, đó chị nói tới nói lui em không biết đường lấy. Chị đặt cho em 1 2 3 yếp là 3 combo đúng không? 3 combo là 9 bộ, em soạn 9 bộ rồi chị nói không phải. Một bộ ống nhỏ 1 yếp. Má có sai hồi đau đầu á. Rồi ống nhỏ 1 yếp nè, cho Lam Trương nè. Rồi Lam Nguyễn nè, một bộ màu sáng. Bây giờ hết màu sáng nha, 1 yếp màu sáng là hết rồi mọi người ơi. Chịu khó giùm em đi. Tại vì em bán ngày hôm nay muốn bán xả kho cho nên là lấy màu bất kỳ giùm cho em. Rồi 1 yếp cho Lam Nguyễn nè, hai bộ ống rộng 3 yếp. Ờ ống rộng 3 yếp là tiết hết rồi nha. Ống rộng 3 yếp là hết rồi Lam Nguyễn thôi. Bây giờ còn ống rộng 2 yếp thôi. Ống rộng 2 yếp thôi nha. Bây giờ tiếp còn ống rộng 2 yếp. Cái này là ống ôm nè, ống ôm 2 yếp nha mọi người. Rồi Hồng Nguyễn đem ống nhỏ 2 yếp phải không? Rồi ok Hồng Nguyễn, lấy khác bông cho Lê Võ ơi, tiếp bán này 3 bộ bạn ơi. Một combo 3 bộ. Hồng Nguyễn nè, ống nhỏ 2 yếp. Rồi để tiếp soạn ống nhỏ 2 yếp. Cái cục ống nhỏ kiếm 2 yếp cho chị thôi. Này là 1 yếp. Rồi ống nhỏ 2 yếp. Ống nhỏ 2 yếp khác với bông. Rồi tiếp hiểu rồi. Này còn 2 yếp ống bự. Đây 2 yếp ống nhỏ nè. Đây 2 yếp ống nhỏ cho bạn Hồng Nguyễn nè. Này là ống rộng. Rồi 3 bộ khác bông nha Hồng Nguyễn nè. Cái này nửa tiết chốt hàng lại, tiết thấy giống là tiết đổi khác bông cho yên tâm. 3 bộ 2 yếp. 3 bộ 3 yếp. Làm nhỏ hết hả Thấm Hằng? Làm nhỏ hết phải không? Rồi vậy là Thấm Hằng 6 bộ ha. Đây 3 bộ 3 yếp. Ba bộ hai yếp đóng nhỏ cho Thấm Hằng là 6 bộ nha. Cái này là 3 yếp nè. Rồi để tiết soạn cho 3 yếp. 3 yếp đóng nhỏ. Đợi tiếp. Mọi người chịu khó nha, bán hàng có sai nên là chịu khó cùng tiết nha, tiết soạn cho đúng. Rồi đây 3 bộ ống nhỏ. Rồi 3 bộ này là size 3. Rồi Thắng Hằng này 6 bộ, rồi 3 bộ size 2. Rồi đợi tiếp sọn nha mọi người ơi, đợi tiếp cái nha. Bán hàng có size thì nó hơi lu bu chút xíu.
size 3 ống nhỏ. Đây size 3 ống nhỏ. Đây nguyên cục size 3 ống nhỏ nè, rút cho nó lẹ. Cái đó size 2 đúng không nè. Size 3. Rồi size 2 nó nằm ở đâu? Rồi đây size 2 nè Thắm Hằng ơi. Đây một bộ size 2, 2 bộ. Nói chung á là giờ tí sợ vậy, tới lúc tí chốt hàng tí sẽ đọc lại cái size cho mình, yên tâm nha. Tí đọc lại cái size hết cho. Tại vì giờ bán cái này thì chịu khó xíu giùm tí. Rồi Thắm Hằng 1, 2. Tới lúc tí chốt hàng tí gọi lại thì tí sẽ chốt lại một lần nữa, mọi người yên tâm. 3 bộ là còn thiếu 1 bộ nữa đây. Rồi Thắm Hằng ok ha. Phương Lý combo 3 bộ ống nhỏ 60kg. 60kg là mặt size số 2 dùm cho Tiết nha. Cái này là Tiết đang cầm là size 3 ống nhỏ. Rồi đợi Tiết xíu. Đây size 2. Size 2 ống nhỏ nè. Phương Lý nè. Tới lúc Tiết chốt này thì Tiết sẽ có gì mọi người cứ nói kỹ lại ha. Rồi Phương Lý nè, 3 bộ ống nhỏ size 2, 1 bộ, 2 bộ. Rồi lấy 3 bộ khác màu nha, Phương Lý 3 bộ. Rồi Lê Võ đặt hàng lên số điện thoại giùm Tiết nha. Bộ đang mặc là ống rộng 57kg, 57kg là Tiết mặc size 1 á. 3 bộ lấy màu sáng, 3 bộ size 2 cho Nguyễn Vy. Rồi 3 bộ màu sáng. Đây 3 bộ màu sáng size 2 cho Nguyễn Vy nè. Đó, size số 2 nha. Rồi Nguyễn Vy nè, ok Nguyễn Vy nè. Gửi đồ rồi nha Minh Gia. Cái này là Tiết bán combo Hoàng Bảo thôi. 3 bộ 299k. Chị đang mặc là ống rộng mà em. Chị đang mặc là ống rộng mà. Chị đang mặc là ống rộng nha. Cái bông này nó không có ống nhỏ một ít. Chị đang mặc là ống rộng. Phải con 3D mọi người ơi. Gửi hàng rồi Minh Gia. Gửi rồi nha. Đây nè còn ống nhỏ 2X nè mọi người. Đây ống nhỏ 2X nha. Cái này Tiết bán theo combo 3 bộ 299k miễn phí ship. Nhớ áp dụng chia sẻ giùm cho Tiết. Còn cái này là màu nè, màu là 249k, một size 1 57kg lại nha. Đó, cái này thì màu, màu là 3 bộ 249k miễn phí ship. Tiết đang mặc là ống rộng, cái này là ống nhỏ nè. Đó, nó có hai kiểu, một kiểu ống rộng, một kiểu ống nhỏ và có 3 size. Nói chung là bây giờ size 3 ống rộng là Tiết hết. À cái này ống rộng size số 2. Đó, Tiết là mặc ống rộng nè, size 2. Size 2 là đang cầm. Cầm hồ có size em, size 1, size 2, size 3. Size 1, size 2, size 3 nha khách nha. Đây là size 2, 60kg đổ lại. Tiết đang mặc là size số 1, 57kg lại. Size 3 của mình tầm 63kg lại. Size 3 ống rộng nè. Đó, ống rộng này nha. Size số 3. Một combo là 3 bộ, 3 bộ. 299k miễn phí ship. Còn đây là ống ôm size 3. Ống ôm nha, đó 3X nè, ống nhỏ, nó để là ống nhỏ. 3X ống nhỏ nha. Rồi áp dụng chia sẻ nha mọi người ơi, áp dụng chia sẻ giùm cho Tiết nha. Đó, mình đặt thì mình lên. Lên là size kèm ống rộng, ống nhỏ gì đó. 3 bộ nha. 99 à quên. 3 bộ 299k. Phi ship nha, chia sẻ là phi ship. Rồi ống nhỏ size 2 nha. Đó, ai lấy thì chốt. Đây, cái này là size 3 ống rộng, size 3 ống rộng nha. Rồi ống rộng size 1 nữa nè.
nay giống con màu hôm qua đó em. Hôm nay là bán combo phi ship. Đây là ống rộng size 1. Size 1 là như tiết mặt á, ống rộng size 1. Rồi đây. Rồi ai lấy thì chốt lên giùm tiết nha. Đó, hôm nay là phi ship, chỉ ngày hôm nay thôi là tiết phi ship á. Ba bộ là phi ship, dưới 3 bộ là không có phi ship. Ai muốn mua lẻ 1 2 bộ thì ship là 30k giùm em nha. Ai muốn mua lẻ lẻ thì làm. Rồi đây. Ống nhỏ size 2. Đây ống nhỏ size 2 nha khách nha. Size 2 60kg đô là mặc được, 58 60kg. Xem ống nhỏ size 1. 85kg bên em không có đồ chị. 85kg bên em không có đồ. Lâm Nguyễn thôi, nãy giờ chưa lấy, cho Lâm Nguyễn. Chưa có lấy nha, tại nãy đặt cái size 3 không có. 65kg cao bao nhiêu Thanh Thúy? Lâm Nguyễn lấy, ghi lại giùm tiếp đi. Đó, ống rộng size 3. Ống rộng size 3 là còn bộ nè. Ủa, bo lê hôm qua hai bộ đâu có đâu em. Hôm qua đâu thấy của bao bo lê hai bộ gì đâu ta. Lam Nguyễn ơi, chị đặt lại giùm em đi. Hai bộ ống rộng. Hai bộ ống rộng này dí gì nữa chị? Lam Nguyễn ơi, chị ghi lại giùm em đây, hai bộ ống rộng với bộ gì nữa chị? Đây, ống rộng size 3 nè. Đó, còn hai màu này nha chị. Với lại chị lấy màu gì nữa chị? Quần đùi không có, Kim Anh ơi, quần đùi không có em. Em còn 3 ý đúng không thôi nha. 3 ý ống rộng như em còn hai bộ nè. Em còn ống rộng size 2, ống rộng size 1. Ống nhỏ size 1, ống nhỏ size 2, ống nhỏ size 3. Đó, ống rộng size 3 thì còn hai bộ rồi, ống rộng size 3 còn hai bộ nha chị Lam Nguyễn. Đặt lại giùm em nè, hai bộ ống rộng với một bộ ống gì chị nè, lấy hai bộ size 3 cho tôi chưa nè. Thảo Vũ ơi, bán combo mọi người ơi, hạn chế đổi giùm tiếp nha, hạn chế đổi giùm tiếp nha. Cái này bán combo cho nên là hạn chế đổi nha, lấy màu màu ngẫu nhiên nha mọi người. Cái màu ngẫu nhiên nha. Size 1 ống nhỏ. Rồi để em kiếm size 1 ống nhỏ. Em còn ống nhỏ size size 3 nha, để em coi coi. Size 1 ống nhỏ em còn không nha chị Linh Nguyên. Đây. Ống rộng size 3 2 bộ. Rồi Lan Nguyễn, vậy là lấy 2 bộ là ship 30k nha chị. 3 bộ mới được phi ship nha. Em mới quăng 2 bộ 3 ít thôi. Chị Lan Nguyễn ok em chị. Chị 2 bộ là ship 30 nha. Rồi Lan Nguyễn lên lại số điện thoại giùm em. Đây ống rộng size 3 2 bộ nè. 2 bộ ship 30, 3 bộ mới phi ship nha. Rồi Lam Nguyễn cho lại em số điện thoại nha chị. Con màu là một size 1 thường trần ơi, 57kg lại nha. Rồi Bo Le ơi, để chị coi lại, coi chị coi lại, chị chốt lại rồi. Hôm qua chị chốt hàng hết trơn mà không thấy đồ của em nha. Cho em 3 bộ size 2 ống nhỏ. Màu khác nhau, rồi dĩ nhiên lấy là phải lấy màu khác nhau, bông khác nhau chứ không có lấy trùng, không có lấy trùng. Chị Lam Nguyên hai bộ lên số điện thoại giùm em nè, Xuân Lập mà 3 bộ size 2 ống nhỏ nè. Em còn size 2 ống rộng nhiều nha mấy chị, em còn size 2 ống rộng nhiều nha. Size 2 ống nhỏ nè. Lam Nguyễn
là em số điện thoại Lam Nguyễn. Rồi xuân lộc nè, size 2 ống nhỏ nè, 3 bộ 3 màu khác nhau. Rồi ok xuân lộc nha, của xuân lộc 3 bộ nè. Rồi ống nhỏ size 2 em còn nè. Em còn ống rộng nha, size 1 em còn ống rộng nè. Đây, size 1 em còn ống rộng. Bữa nay cũng chưa có size 1 luôn chị. Không, xương lọc khách quen. Ông hoàng lại mà lấy màu phải không? Đây, lên màu cho khách nè. Cái gì vậy hai đứa ơi? Đây, màu mình chọn màu giùm tiếp nha. Đó, xanh đậm, xanh đậm. Combo màu là 249k phi ship cà phê. Vàng nhạt. Hồng. Xanh lá. Xanh lá. Để tiếp lấy màu cho coi. Rồi màu vàng. Ống rộng 3 ít hết rồi nha. Ống rộng 3 ít hết rồi Ni Nguyễn thôi. Ống rộng còn 2 ít thôi. Rồi màu nè, xanh ngọc. Đó. Màu này là xanh nhạt. 3 ít ống rộng tiếp hết. Bây giờ ống rộng tiếp còn 1 ít 2 ít thôi. Rồi màu chọn màu gì tiếp luôn. Đó, có màu để chọn màu thì dễ. Còn bông nó tùm lum quá, cho nên bông là lấy thẳng nhiên, màu mình được quyền chọn. Quần có túi hết nha, quần nào cũng có hai túi hết. Ai cái đứa này rồi. Đây là màu xanh lá nhạt, màu vàng, màu xanh lá, màu xanh ngọc, màu hồng, màu vàng nhạt, màu cà phê, màu xanh đậm cà phê xanh ngọc. Rồi xanh đậm cà phê xanh ngọc. Rồi ok nè. Rồi ok ân hoàng ha. Combo hay lê phạm. Combo 3 bộ màu như thế này là 249k phi ship. 3 bộ bông là 299k phi ship. Đó, bán theo combo nha khách, nhớ là chia sẻ nha. Hàng bông này thì bây giờ tiếp có size 1, size 2, size 3, 3 size. Tương đương với là 50 cho đến là 67 kg. Ê, quên, 63 kg, nói lộn. Đây, tiếp đang mặc là ống rộng. Đó, tiếp đang mặc là quần ống rộng, tiếp có quần ống ôm. Ống ôm này bây giờ tiếp còn size 2 thôi, ống ôm size 1 như hết rồi. Ống ôm size 2, size 3. Trời ơi Lập ơi là Lập, bao giờ con mới nghe lời mẹ nói vậy? Đây size 2. Rồi 3 bộ xanh lá cà phê hồng. Xanh lá. Rồi cà phê hết, hết luôn rồi bạn ơi. Cà à, đây đây xin lỗi. Xanh lá cà phê hồng thường trần. Rồi cà phê hồng xanh lá thường trần 3 bộ 249 phi ship. À, 2 ít ống rộng là 60kg đổ lại nha Ni Nguyễn. Đây nè 2 ít ống rộng. Ông Hoàng nói gì ông Hoàng? Hele Phạm đặt hàng lên số điện thoại giùm tiếp đi Hele Phạm. Em đây cái này là size 2 ống rộng nè khách. Size 2 ống rộng nha. Nãy còn người chưa cho số điện thoại luôn. Chị Lam Nguyễn nè, em xin số điện thoại không thấy nè. Chị Lam Nguyễn hai bộ ống rộng nè, ống lên số điện thoại giùm em nè.
Bây giờ 3 ít là em còn ống nhỏ. 1 ít, 2 ít thì em còn ống rộng, ống nhỏ. 3 ít là chỉ còn ống nhỏ thôi nha khách. Tiên Xuân nè, Tiên Xuân rồi, để coi có số điện thoại chưa ta. Rồi Tiên Xuân là xanh đậm. Xanh đậm cà phê hồng. Đây xanh đậm. Cô Tông Mịn chị hết rồi, ăn hoàng ơi. Cô Tông Mịn hết. Xanh đậm cà phê hồng cho Tiên Xuân nè. Xanh đậm cà phê hồng. Rồi màu cà phê hết rồi nha khách nha, màu cà phê hết rồi nha. Tiên Xuân 3 bộ. Màu cà phê là tiếp hết. Chốt cho em rồi, chốt cho em rồi Thì Trang. Hay Lê Phạm nè, hay Lê Phạm là lấy gì đây ta? Màu tối nha chị, số 2 ống rộng. Rồi màu tối số 2 ống rộng rồi, ok em. Đây, hay Lê Phạm. Số 2 màu tối. Đợi em xíu chị Linh Nguyễn, hình như size 1 em còn ít quá. Lấy lại giùm chị kiếm màu tối. Đây số 2 màu tối. Rồi hay Lê Phạm nè. Hai giấy. Đây size 2 ống rộng nha. Đây size số 2 ống rộng nè, màu tối 3 bộ. Ba bộ ống rộng size 2 cho Nga Chương. Ba bộ ống rộng cho Nga Chương. Mấy chị yên tâm mua, ví dụ như ba bộ em lấy ba bông khác nhau, mua 6 bộ em lấy 6 bộ, 6 bông khác nhau. Rồi Nga Chương nè, ống rộng size 2 nè ha. Đây nha. Rồi Nguyễn Chi xả đơn nè, sao tự nhiên xả không lý do vậy em? 2385 xả đi. Xả hàng 11 vô chị không có chốt lại nha em. Đó, tự đặt rồi tự xả không lý do. Rồi ghi chú lại Nguyễn Chi nè, Nguyễn Chi là làm sao không bán lại nè. 2385 bông. Su Su đặt hàng lên số điện thoại giùm tiếp đi Su Su. Su Su đặt hàng không có số điện thoại không chốt hàng được ha. Tối chị coi lại cho Bola. Một combo ống nhỏ màu tối 57kg. Rồi ống hoàng nè. Combo ống nhỏ 57kg hả? Ống nhỏ size 1 chị hết rồi em. Ống nhỏ còn size 2 em ơi. Ống nhỏ còn size 2. À quên, lấy của à. 85 2385. Rồi xả Nguyễn Chi ra nè. Đó tự đặt rồi tự xả. Lần sau ra là không chốt lại nha. Ai xả lần sau không chốt lại. Rồi chị Nguyễn Linh. Một bộ là bên chị không có gọi Vi Chi ơi. 70kg không có. Rồi chị Linh Nguyễn thôi em có nè chị. Đây nha, ống nhỏ 3 bộ nè, có lấy gì chốt luôn nha chị. Này là Nguyễn Chi mới xả ra nè, ống nhỏ 3 bộ nè. Rồi Kiệt Út ơi, số điện thoại của mình bị sai số nè bạn ơi. Ni Nguyễn nè, Ni Nguyễn là 2 bộ ống rộng 2X, 1 bộ 3X ống nhỏ. Rồi ok Ni Nguyễn nè. Ni Nguyễn nè, 2 bộ. Hai bộ là 2X ống rộng, 1 bộ 3X ống nhỏ. 3X ống nhỏ. Rồi cái này 3X ống nhỏ. Rồi Ni Nguyễn là 3 bộ nha. In giấy rồi phải không? Quy Quỳnh lấy sắc mắt chị em. Đó kiểu như chị mặc mà sắc mắt là nào đó em. Nguyễn Vy ơi, đổi cái gì nữa em ơi. Đổi sao
khi chốt đổi sau đi nha. Bây giờ nó lộn xộn mẫu quá đừng đổi ha. Bây giờ chị gọi chốt hàng rồi đổi giùm chị nha. Muốn đổi màu gì sai gì đổi. Bây giờ trên đây đổi là mình mất thời gian của nhau nhiều lắm. Chị cả nha, 71 ký em không có đồ nha chị.
Rồi ai lấy chốt màu lại giùm tiếng nha. 71kg bên em không có đồ nha khách ơi. Bây giờ size 1 là em còn ống rộng nha. Size 1 ống rộng. Size 2 ống rộng. Size 2 ống nhỏ. Size 3 ống nhỏ. Rồi em chỉ còn nhiêu thôi nha. 66kg em hết rồi nha chị. Đây nè, ống nhỏ nè, ống nhỏ size số 3 nè, mấy chị thấy không, nó ghi ống nhỏ nè. Size 3, 63, 65kg tùy chiều cao dùm cho Tiết. Tiết mặt là ống rộng, còn cái này ống nhỏ nha. Hồng vàng xanh ngọc, rồi hồng vàng xanh ngọc. Su su nè, hồng vàng xanh ngọc nè. 249k phi ship nè. 64kg mặt size số 3 dùm cho Tiết nha, không có đùi nha Thanh Nha ơi, không có đùi. Rồi mấy chị đặt hàng lên số điện thoại dùm Tiết nha. Đặt hàng lên số điện thoại dùm Tiết ha. Đó, cái này là size 3 là lớn nhất nè khách. Cái này là ống nhỏ nha, ống nhỏ. Ống nhỏ nha mọi người. Mở nhỏ nhỏ cho mẹ đi. Rồi để Tiết đi thay ra, Tiết đi thay ra nha. Lấy cục sạc thì chị. Tiết thay cái bông khác đi, bông này là bán cho khách rồi. Thay quá nhỏ cho mọi người coi nè. Nhỏ size 2 nha. Thay có bộ ống rộng. Lấy màu gì? Ba màu nào cũng được em. Này bán ngẫu nhiên không lựa màu bạn ơi. Bán combo cho nên là không lựa màu, hay chỉ là màu sáng màu tối, bông sáng bông tối thôi. Bông sáng bông tối dùm cho Tiết nha. Rồi cái này nè mọi người ơi, ống nhỏ nè. Thấy không? Ống nhỏ một ít, Tiết thay lên cho coi. Cái này Tiết đang mặc là ống rộng, bây giờ Tiết thay ống nhỏ cho con. Kiệt Út là không thấy số điện thoại ha.
nha mấy chế. Tại vì em bán phi ship 3 bộ một lần. Một lần là 3 bộ. Đây đổi cho cô đặng sệ màu sáng nè. Đó phải không? Lấy cái màu đó ra đi.